Xin chào tất cả các bạn, tôi là Vũ Hoa, chủ của tên Vũ Mắc. Rất vui quay lại các bạn video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với cả anh em, đó là một video chia sẻ về cái tip tập luyện tại nhà để đảm bảo thể lực cũng như là cơ bắp trong cái mùa dịch, trong cái giai đoạn mà các bạn không thể đến phòng tập hoặc là ngại đến chỗ đông người. Đó. Ở video này thì nó sẽ khá là bổ ích và các bạn chỉ cần tập luyện khoảng 15 đến 30 phút tại nhà tùy theo thể trạng mỗi người để đảm bảo rằng là mình sẽ vẫn có cái sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt để chống chọi với bệnh tật cũng như là lây nhiễm vào môi trường. Đó, thì ở cái video này tôi sẽ hướng dẫn để đảm bảo rằng các bạn vừa có thể lực này, vừa có vận động về cơ bắp này mà nó lại toàn diện từ trên xuống dưới. Chính vì vậy nên là các bạn có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, gầy cũng tập được, béo cũng tập được mà người cơ bắp cũng tập được. Ở trong video này tôi sẽ cố gắng là tập luyện làm mỗi một bài là 30 giây. Sau mỗi một bài tôi sẽ nghỉ khoảng 15 giây và tôi lại tập bài tiếp theo. Đó, sau khi hết 1 lít cái bài tập cùng với các bạn thì các bạn có thể nghỉ khoảng 3 phút đến 5 phút, sau đó lại tiếp tục quay lại từ đầu. Đó, và kéo dài buổi tập khoảng tầm 15 phút đến 30 phút hay 45 phút tùy theo loại thể trạng cũng như là khả năng của mỗi người. Trong video này nếu mà những cái bài tập nào các bạn có thể kéo dài trên 30 phút các bạn cũng có thể áp dụng, không nhất thiết phải là 30 phút, không nhất thiết phải là 30 giây. Nếu bạn khỏe có thể tập lên 4-5 giây hoặc thậm chí là 1 phút. Đó, video này hy vọng rằng là nó sẽ có ích cho tất cả các bạn và đặc biệt là những cái bạn mà có thể lực yếu, cơ bắp yếu mà ngại đến phòng tập. Đó, ok, ngay bây giờ tôi sẽ đi vào từng bài tập và ở mỗi bài tập tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ giải thích tại sao chúng ta lại tập bài này và tại sao chúng ta lại tập bài tiếp theo. Tôi sẽ sử dụng đồng hồ bấm giây. Đó, sau mỗi 30 giây là tôi sẽ đổi bài và mỗi 30 giây là tôi sẽ nghỉ khoảng 15 giây. Có thể là làm video, tôi làm video liền mạch mà nó có thể lệch một chút, rất là mong anh em có thể bỏ qua bởi vì cái điều này nó không quá quan trọng. Ok, bài đầu tiên ạ. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tập động tác này. Tại vì sao? Thứ nhất, bài này là bài khởi động. Thứ hai là bài lắc tay này và chúng ta sẽ tập phần giữa. Khởi động là vùng có thể lực tim mạch này, chúng ta sẽ tăng dần nhịp độ này để nó tim nó khỏe dần này. Thứ hai là tập phần chân này, phần vai này, xoay lắc, và thứ ba là phần eo. Đó, một bài khởi động cần toàn diện để cho một buổi tập nó an toàn và cũng như là không bị chúa rút, cũng như là tất cả nhóm cơ đều đảm bảo là được làm quen trước khi tập vào bài nặng hơn. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu 30 giây. Ok, bài chống đẩy sẽ giúp chúng ta hoạt động phần tay vai và ngực phần trên. Bài tiếp theo là squat đùi mông ạ. Ok, bài thứ ba tiếp tục một phần mông mặt. Chúng ta có trên, chúng ta có dưới thì chúng ta lại quay lại giữa.
Ok. Và tiếp theo, tiếp tục là đùi mông ạ. Chúng ta sẽ ở cái thế sumo squat tại chỗ ạ. Okay. Tiếp theo lại bài thân trên, chúng ta sẽ chống đẩy hẹp tay. Bài này hẹp tay chúng ta sẽ vào tay sau nhiều hơn ạ. Vừa vào ngực, vào vai, vào tay sau cũng như là ngực trong. Ok. Tiếp theo sẽ lại lần nữa. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ nằm ấp lên sườn ạ. Vừa tập bụng vừa tập lên sườn luôn ạ. Tiếp theo sang bài tập thân, chúng ta làm hai vòng ngược, hai vòng trên, trên dưới giữa. Bài thứ tiếp theo là chúng ta sẽ toàn thân. Bài này đòi hỏi là các bạn phải rất tập trung bởi vì nó rất mệt, bởi vì chúng ta phải làm toàn bộ cơ bắp. Đó là chống đẩy, đập nhảy. Ok. Ok, vừa rồi là tôi đã hoàn thành gồm có cả khởi động là khoảng 8 bài. Là chúng ta đã tập vừa thể lực, vừa cơ bắp gồm nó từ trên dưới để đảm bảo tim mạch này, cơ bắp này, và giúp các bạn có một sức đề kháng tốt. Như bạn thấy là tôi tập một vòng rồi là cũng khá là mệt. Và trong cái phòng này nó khá là vang cho nên là âm thanh không tốt lắm, hy vọng là các bạn thông cảm. Và các bạn có thể quan sát thấy cơ bắp nó sẽ căng lên này, mô nó sẽ ra rất nhiều này, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn này. Đó, và cái điều này giúp các bạn là rèn luyện rất là tốt. Xong hết vòng này, các bạn hãy nghỉ khoảng 3 phút cũng được, 5 phút cũng được, và chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu mà bạn nào thấy khỏe thì bạn nào yếu chúng ta làm một lần, khỏe hơn chúng ta làm 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Đó, và chắc chắn là nó cũng sẽ giúp cho các bạn có một buổi tập rất là hoàn hảo, cả về rèn luyện tim mạch, cả về cơ bắp, và giúp các bạn tăng sức đề kháng rất là tốt. Lưu ý là các bạn nhớ uống nước lọc nhé. Trong video này nó ngắn, thế cho nên là tôi sẽ không quay các việc mà tôi uống nước lọc và nó tập nó liền mạch để các bạn có thể theo dõi từ đầu đến cuối. Hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể tập luyện tại nhà,
và nó sẽ mang lại hiệu quả cũng như là giúp bạn an tâm về cái tâm lý rằng là chúng ta vẫn được rèn luyện tập luyện đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, share và comment giúp tôi bên dưới để chúng ta sẽ trao đổi cũng như là giao lưu với nhau nhiều hơn ở video tiếp theo nhé. Và tiếp theo nữa từ ngày mai tôi sẽ ra nhiều video hơn ở những cái nội dung như thế này, hy vọng là sẽ giúp ích cho tất cả các bạn có thể tập luyện tại nhà. Và nếu có nhu cầu mua được gym thì hãy ủng hộ thương hiệu Vinmart nhé, cũng là một lựa chọn cũng như là tham khảo tất cả mọi người. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.